Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mọi người làm sự kiện và có thể nhận miễn phí trang phục đạt ma. Và cái sự kiện nhận trang phục này chỉ diễn ra trong 2 ngày thôi nha. Thì mọi người cố gắng tranh thủ từ lúc mình lên video và đến ngày mai nữa, hơn một ngày nữa là hết rồi thì mọi người tranh thủ làm nha. Rồi và đầu tiên thì chúng ta ấn vào phần sự kiện để giúp mình nha. Đấy, ở phần sự kiện thì ở đây nó có phần collab này. Đấy, ngay cái đầu tiên là cái Happy Gift này. Đây là trang phục đạt ma các bạn sẽ được nhận miễn phí. Và ngoài ra các bạn sẽ nhận thêm được những trang phục này nữa nha. Đấy, một trong ba trang phục này chứ không phải là tất cả. Thì đầu tiên các bạn ấn vào cái phần Withdraw này để các bạn vẽ này. Đây, thì khi mới vào đây nó sẽ ghi nhá, vui lòng kết thúc trong 48 giờ. Nhưng mà mình thấy ghi sự kiện là từ 12 đến 23 cơ, không biết đâu một lần. Rồi đầu tiên khi các bạn vào các bạn sẽ có 7 lần quay như này. Các bạn cứ ấn quay cho mình đi. Thì tí nữa mình sẽ giải thích chi tiết. Rồi đầu tiên những cái lần đầu tiên nó đều vào 2 năm hết nha. Để nó đẩy xu cho của các bạn xuống nhiều nhất có thể. Nhưng mà về sau ấy, nó chỉ được 5 xu thôi. Còn có khi còn được mấy cái hộp linh tinh này cho nên là sẽ rất khó nha. Chắc mọi người chắc phải miệt, phải chăm chỉ thì mới có thể được ấy. Thì mình sẽ giải thích cho mọi người qua nhá. Cái số xu hiện ở trên màn hình này này. Đấy, sẽ là cái số điểm để các bạn nhận cái đạt ma. Đây, đạt ma này sẽ là 900 nha. Còn một trong ba trang phục này sẽ là 500. Đấy, thì cái số điểm ở trên đây các bạn nó sẽ tương ứng với cái số điểm của các bạn nhận. Nhưng mà tí nữa nó phải có xu hồng cơ. Nó xuất hiện ra cái xu hồng thì mọi người đẩy cái xu hồng đấy xuống, mọi người mới nhận được cái số xu ở trên này để các bạn đổi. Còn nếu mà các bạn không đẩy xu hồng xuống thì các bạn sẽ không nhận được đâu. Trên đến 500 nha, cái xu ở trên màn hình này nó hiện 500 thì các bạn sẽ nhận được 100 cái xu và một cái thẻ hồng. Đấy, thì tí nữa đến 500 các bạn nhìn các bạn sẽ hiểu ngay. Ok, nhận luôn. Đây, cái thẻ hồng này. Thấy chưa, khi các bạn đến 500 điểm nha. Khi các bạn đạt được 500 điểm các bạn sẽ có cái thẻ hồng này. Đấy, và cái thẻ hồng này nó sẽ rơi xuống và nhiệm vụ của các bạn muốn nhận được cái số xu ở trên đây để đổi đạt ma thì các bạn phải đẩy được cái thẻ hồng này xuống. Đấy nha. Nhưng mà đẩy xuống thì cái số điểm này phải đủ 900 thì các bạn mới đổi được đạt ma. Còn nếu mà thường là mình nó sẽ rơi vào tầm khoảng 800 thì các bạn lại đẩy tiếp. Nó nhiệm vụ nó hơi khó khăn một tí đấy. Nhưng mà 100 thì là mọi người sẽ được. Đẩy cái xu hồng đầu này thì có vẻ dễ cơ, nhưng mà đến cái xu hồng thứ hai nó trôi từ tận đây này. Đẩy ức chế cực kỳ. Đấy, sắp rồi. Các bạn nhìn sắp này thôi, chứ còn lâu. Cái này nó hiện của người ta không quan trọng. Mình vẫn chưa đủ đô. Đây, các bạn cứ nhìn nó sắp rơi thế này thôi, nhưng mà phải còn lâu. Các bạn phải đẩy còn chán. Đấy, cái thẻ này rơi này. Thì cái này còn lâu này. Nó phải tăng độ khó cho mọi người cơ. Rồi, sau khi hết lượt nha. Đây này, sau khi hết lượt thì các bạn sẽ nhập cốt mời. Đây, đây là cái mã của các bạn này. Các bạn copy cái mã này, các bạn dán lên các hội nhóm nha. Thì khi mà các bạn nhập mã cho một người thì các bạn sẽ được một lượt quay. Và khi người khác nhập cái mã của bạn, các bạn sẽ cũng sẽ được một lượt quay nha. Thì đây, các bạn muốn trao đổi mã thì các bạn truy cập vào cái trang này nha. Hollow of King, đây là trang cái fanpage của mình. Fanpage của mình ở đây mình có hướng dẫn sự kiện, cái này thì nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà đây mình làm video thì mình hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Đây nhá, ở đây này rất nhiều các bạn gửi mã. Không, cái này thì ít, nhưng mà trong nhóm của mình cơ. Đây, Hollow of King Việt Nam bản quốc tế đây. Đấy, thì mình cũng có một đăng bài ở đây này. Ở dưới đây là rất nhiều mã luôn. Các bạn nhập một cái mã bất kỳ đi. Chờ tí nhá. Đây, mình sẽ nhập cho cái mã của vừa đấy. Ai nhập cho mình ấy nhỉ? Thôi cứ lấy bừa một mã đi. Rồi, quay lại đây. Các bạn dán vào đây. Không can trôn về được à? Sao bựa vậy?
À đây. Rồi ấn ok. Đó là các bạn sẽ có được một lượt quay nha. Và khi mà các bạn chéo mã thì bạn nhắn tin cho bạn này hoặc là comment bình luận ở bên dưới đấy, các bạn dán cái mã của các bạn vào. Đây. Đấy, dán cho bạn đấy. Các bạn chỉ cần lấy cái mã thôi. Xóa cái này đi. Đấy, thì khi các bạn người ta nhập cái mã này cho bạn thì bạn sẽ được thêm một lượt nữa. Nó chưa quay được đẩy cái này xuống thì các bạn phải đi mời nhiều vào, các bạn đi chéo mã nhiều vào thì các bạn mới có thể đổi ra xu để các bạn đẩy cái hồng này xuống được. Đây, 15 cái. Đấy, xuống đây, phát nữa xuống. Xuống. Xuống, xuống. Đủ má. Nó rất hay giữ mình kiểu đấy nhá. Cho nên là các bạn đi nhập mã nhiều vào. Rồi đây chưa xong thì chắc là hướng dẫn mọi người như này. Đây mọi người sẽ lên có bài viết chi tiết nhưng mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở đây. Có một bài viết chi tiết rồi đây. Nha. Mới vào anh em sẽ được nhận 7 lượt quay. Khi người khác nhập mã hoặc nhập mã của người khác sẽ đều được nhận một lượt quay. Nên chéo nhau để ăn hai lần quay. Và cái nhập này ấy thì cái này cái đoạn này là có nghĩa là hình như mọi người được nhập cho 10 người xong rồi reset thì nó mới được nhập được tiếp hay sao ấy. Thi thoảng nó sẽ có cái thử thách mời hai người nhập mã nha. Thì là các bạn sẽ được thêm 4 lượt quay, nhưng mà đây của mình không không thấy có hoặc là chưa đủ để nó hiện ra cái gọi thử thách. Đấy, thì cứ nhập cho hai người nhập mã cho các bạn là các bạn sẽ được 4 lượt quay và người nhập cũng sẽ được nha. Đấy thì sau khi mà có lượt quay thì các bạn cứ đẩy cái thẻ hồng xuống thôi. Để đẩy thẻ hồng xuống thì nó sẽ lại được reset và các bạn sẽ lại có thêm 7 lượt quay và các bạn cứ tiếp tục như vậy đến khi đủ 900 xu thì các bạn sẽ đổi ra đạt ma nha. Rồi ok. Trong trận đấu ngày hôm nay thì mình chơi cùng với anh em trong clan. Trong clan ngày hôm nay cũng có hai bạn sử dụng bộ trang phục cùng chủ đề với cả Đạt Ma là Lương và Mặc Tử. Cái bộ chủ đề cái trang phục này còn có kèm thêm cả hậu nghệ nữa cơ, nhưng mà mình không thích ngoại hình của cái chủ đề trang phục này, nhìn nó cứ vàng, tất cả đều vàng hết, xong rồi lại còn nhìn thì mặc giáp đầy người ấy. Cảm giác không biết mọi người ý kiến mọi người nào chứ bản thân mình nhìn không thích. Hiệu ứng thì mình công nhận là đẹp đấy, hiệu ứng là ok nha mọi người, chứ còn về bộ trang phục mình nhìn hiệu ứng nhìn trang phục thì mình không thích ngoại hình ấy. À, đứng lên đợi nó lên đây nè, nó lên đây mình chưa một mình tốc biến đấy, nhưng mà thôi nó về rồi thì thôi pha vậy. Con đạt ma này thì đã được chỉnh sửa rồi, bây giờ cái chiêu hai của nó khi mà các bạn sử dụng nút di chuyển nó không bị mất nữa mà nó sẽ quay theo cái hướng của các bạn di chuyển. Nhưng mà mình cảm thấy sau khi chỉnh sửa con đạt ma này chơi cái kiểu đấy nó khó hơn đấy. Mình ví dụ nhiều khi mình cuống ấy, mà mình muốn di chuyển mình lại phải thao tác tay mình tắt nó đi mình mới di chuyển được ấy. Cảm giác nó hơi bị vướng và hơi bị rối. Chứ nếu mà anh em nào mà chơi quen rồi ấy thì cảm thấy nó khá là bình thường, nhưng mà mình kiểu mình chơi đa dụng tướng ấy, mình chơi hầu như tất cả các vị tướng ấy, mỗi vị tướng chơi một vài lần kiểu để review hay là làm tiêu điểm tướng cho anh em thôi, cho nên mình không có cái khái niệm của tướng tủ. Bản thân mình thì mình chơi AD thôi, nhớ chơi AD tốt. Ok, tiếp đánh đi. À, vào đây. Đây, con này nhá, cái chiêu 2 của con này ấy, khi mà các bạn đang sử dụng ấy, các bạn dùng chiêu 1 các bạn lướt đi chỗ khác thì tại cái điểm lướt đấy nó vẫn được sử dụng chiêu 2 nha. Hay là yêu máu này anh em từ từ quân vô combo ấy. Ui chết rồi. Lỗi anh em ạ. Pha đấy đáng nhẽ là phải đá vào tường nhưng mà chưa đến tường đá hơi lệch một tí. Nếu mà pha đấy mà đá vào tường là mình có thể sử dụng được chiêu 1 một lần. Thế là cho nên là mình sẽ có thể là mình sẽ giết được nó luôn, nhưng mà pha đấy hơi lỗi một tí, đá hơi ngáo, anh em cũng thông cảm bởi vì mình ít chơi những vị tướng đấu sĩ này, cực chủ yếu chơi AD thôi. Ôi thằng kia nó yêu máu mà nó vẫn không về. Mình ít chơi những vị tướng đấu sĩ này lắm, chủ yếu là chơi AD thôi, AD với cả SP khá là nhiều. Chứ còn đấu sĩ thì thi thoảng ví dụ làm video cho anh em hoặc là tiêu điểm tướng thì mình mới làm thôi. Đây con Triệu Vân mùa này được chỉnh sửa đây. Thì công nhận khả năng đầu game Triệu Vân nó sẽ khỏe hơn, farm rừng nhanh hơn,
Bởi vì cái ulti ấy bây giờ nó có hiệu ứng ai à cút ra ngoài kia rồi. Nó có cái hiệu ứng là khi mà các bạn sử dụng ulti không trúng tướng địch ấy, các bạn sẽ hoàn trả 50%. Và khi mà các bạn sử dụng ulti lên lính, lính tất nhiên không phải là địch rồi, thì các bạn sẽ được hồi 50% thôi. Đấy, bây giờ farm rừng sướng cực kỳ luôn, cứ nhảy vào quái liên tục thôi. Nhưng mà với cuối trận thì cảm giác nhảy trúng người nó sẽ hơi đuối nha, bởi vì thời gian đầu chiêu nó sẽ lâu hơn trước. Từ nãy giờ hai ông trên top mẹ cứ chơi đá cờ với nhau, từ nãy giờ chưa ông nào được mạng nào phát nữa. Ôi trời ơi, trên bị nó trừng phạt anh em ơi, trừng phạt nên mình bị làm chậm nên mình chịu, phải đấy chịu thôi. Đây biến về à, đường dưới đang giao tranh này. Mà thôi mình nghĩ thì chả cần đâu, về trong trụ hết rồi, xuống đấy làm gì, tự nhiên mất tên lính. Ta mình nhìn thấy có tên lính sắp lên nên mình thôi, mình quyết định lùi đấy. Từ đợi nha, đợi ulti nha mọi người. Đây mình sắp ulti rồi, nó lên cao láo nhá là mình sẽ combo combo cho anh em. À mình sẽ kiểu combo flash cho anh em xem. Không chắc nó chả đi cạo đâu. Ủa để từ từ nha. Mít ganh từ từ. Con An kỳ lạp này sợ lắm. Mẹ nó cứ đứng trong bụi nó phi chiêu 2 choáng phát là chết đấy. À kia nó xuống dưới rồi. An kỳ lạp hiện tại đang thuộc top 2 những vị tướng được sử dụng nhiều nhất nhá, trong danh ấy tỷ lệ chọn rất là nhiều luôn, được top 2. Top 1 thì vẫn là hậu nghệ, top 3 là Luara. Hậu nghệ thì nó thực sự nó khá là đơn giản, trở lại hụt rồi. Hay, mày đứng mày trêu tao à, mày đứng mày trêu tao này. Lần này thì không cần phải ulti tốc biến làm gì cho nó mệt. Ui giời sấy rồi, sấy tiếp đi. Đứng dậy mà sấy tiếp đi. Đây bộ trang phục lương này cũng cùng chủ đề với mình đây. Đằng sau nó có giải áo trắng nhìn đã vàng rồi, xong lại còn thêm màu trắng vào chung chán quá. Có thể anh em có thể bảo nhà phát hành game bỏ mẹ cái áo choàng đi nữa. Nhìn thì cũng ngứa mắt lắm. Hổ gầm. Con này là cung sư tử. Còn lương thì như là bạch dương thì phải. Còn con mặc tử là cung gì ấy, mình không nhớ. Nhân mã thì phải. À không, chả rõ nữa. Hiệu ứng biến về hơi mờ nhạt này. Nhưng mà thôi, trang phục free thì mình không có đòi hỏi. Đẹp, trang phục free đẹp. Tencent cứ ra những cái trang phục như này free có hiệu ứng biến về là đẹp hết. Không có gì để chê cả mọi người ạ. Quá là đẹp luôn. Và mọi người nhớ là cái sự kiện này mọi người cần phải làm nhanh chóng nha. Có một vài người ta chưa nhận được cái sự kiện ấy, thì mọi người có thể thứ nhất là cập nhật lại trên App Store cửa hàng này, hoặc là thứ hai là xóa đi tải lại. Cách thứ ba là các bạn chuyển vùng, xong rồi các bạn thoát ra đăng nhập lại vào game. Đấy. Còn nếu mà ba cách đấy không được thì chắc là phải đợi thôi. Có nhiều bạn các bạn nó vẫn chưa đợi. À, hai thằng này bắt này, ui thì lại đá hụt kìa. Mình đá con này gà thế nhỉ anh em. Thật đi đá hụt thì mình ăn được mạng lan đấy. Nhưng mà gà quá. Đá toàn lệch ra khỏi tường ấy. Đấy thì hình như ở server Việt Nam anh em có một vài trường hợp là bị chậm chưa có sự kiện ấy, trong khi anh em nhận trang phục hết rồi các ông vẫn lên hỏi là làm sao để có sự kiện. Và mình cũng không biết, chắc là phải reset thôi. Còn nếu mà có sự kiện thì mọi người tranh thủ làm luôn, xong rồi đăng một cái hội nhóm ấy, có các phần chéo ấy, thì mọi người tìm người chéo với nhau cho nó nhanh được nhiều lượt quay. Mình từ lúc đăng bây giờ mình chắc là phải đến tầm 40 lượt mọi người giúp ấy. Nhưng mình nhập lười, chắc chỉ nhập được mười mấy hai mươi ác thôi, tại vì mình xong rồi mà, xong rồi thì mình cũng lười. Từ này anh em nhìn mình chuẩn bị ulti tốc biến này. À đây nó ra rồi, thôi bây giờ ulti vào con kia, ulti mình chết ngay. Đây ôi kìa, sai công thức nhưng mà vẫn đúng kết quả anh em ạ. Thề đánh ngáo á, nhưng mà thôi mình ngu, có cái đồng đội mình lo hết rồi. Ôi kia chạy đấy, cái bất cập của cái chiêu hai của con này ấy, là muốn nhiều khi muốn sử dụng nút di chuyển để chạy đi, nhưng mà mình không để ý chiêu hai nó vẫn đang giữ, nó vẫn đứng im ở đấy, khó chịu mãi trưởng.
Triệu Vân này, nhiều người người ta đánh hay lắm nhưng mà mình không đánh được Triệu Vân nhá. Cảm giác mình đánh mấy con đấu sĩ nó cứ bị thiếu tầm ấy. Chiêu của nó cứ bị thiếu tầm ấy. Kiểu nó không tay dài nha, đi đánh nó không sướng, kiểu nó quen ấy. Toàn bị hụt. À đây 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 rồi. Vào tường xong. Ok. Con đạt ma này trên TikTok nhiều ông combo ảo lắm anh em ạ. Kiểu gì cũng zig zag được luôn. Đến cả ngu cơ đã AD mà vẫn còn zig zag được thì đến chịu rồi. Không gì là không thể ở trên TikTok nha mọi người. Mấy anh em trong clan có vẻ muốn thắng lắm rồi đấy. Đứng tụ tập hết ở ngoài kia đấy. Nào để phá lốt trụ đi nào. Lui lui lui. Ông thắng rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình xin một nút like, một lượt comment và một lượt share nha. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.